chốt nó cần hỏi rồi. Này, em thấy cái hỏi hỏi cái ngày sinh ấy cũng có lợi, tại vì là mình nói thẳng với khách là anh đặt hàng bên này, mình là khách quen thì mình sẽ có chi âm này nọ nọ sọ kia ấy, nó có hướng để nhận hàng luôn đấy, tại vì nó được được chăm sóc rồi. Nhưng mà biết tán loạn thì cũng không sao đâu. Không nên gửi cho khách đã. Thế đã từng hoàn thì thôi, gửi gì nữa. Khách đã mua hàng rồi mà mua lần hai nên thì nó giả sử nó hoàn lại thì vẫn phải xem nguyên nhân là sao nó hoàn. Chứ không phải là không gửi. Còn đứa nào gửi lần đầu hoàn thì thôi. Không gửi nữa. Không có lý do chính đáng.